chào các bạn, tôi là Bún. Đây là cây thông Noel của chúng tôi sẽ giới thiệu cho mọi người. Một quả bóng đỏ, đây là gì hả Y? Đố kí biết. Mưa tuyết. Còn đây? Anh. Đây là? Mưa gạo. Đây là? Quả bóng. Quả bóng tuyết kia. Quả bóng tuyết. Còn đây là gì nhỉ? Đèn. Đúng rồi, Kỳ rất là giỏi. Đây là cái gì? Chuông. Đúng rồi, không biết còn cái gì để giới thiệu không nhỉ? À, bây giờ chúng ta sẽ dạy Kỳ các màu nhé. Đây là màu gì? Xanh. Xanh gì? Xanh biển. Đúng cả rồi. Xanh. Đây là màu gì? Ngờ đỏ. Màu gì? Màu xanh của con cái. Là màu xanh. Xanh gì? Xanh nước biển hay xanh là cây? Xanh là cây, là xanh nước biển. Bạn nhìn rất là vui tính. Đây là màu gì? Vàng. Đây cơ. Màu trắng. Đây là một chú người tuyết. Tiếng Anh là Snowman. Snowman. Còn đây là ông già Noel. Tiếng Anh là Santa. Santa. Đây là Snowball. Snowball. Đây là... Khi nói từng từ với cú nhé. Christmas. Christmas tree. Rồi. Và đây là stars. Đây là bell. Kỳ giỏi lắm. Rất là giỏi luôn. Thế đây là màu gì? Không. Đúng rồi. Thế bây giờ Kỳ thử treo cái ngôi sao này lên cây cho cún xem nào. Treo ở đây.